chu đáo của các thầy thuốc, anh cảm thấy bất an hơn. Thầy khỉ ở đây thì vừa điều dưỡng ở đây mấy chuyện nói chung là cũng tận tâm chu đáo, nói chung mình chăm sóc hàng ngày bệnh nhân, cấp thuốc, dịch thuốc luôn đầy đủ, ai uống rồi mấy chị. Sắp đến biển báo, tốc độ ghi hiện 120 km/h. Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trong dịp Tết Nguyên Đán, bệnh viện Đa khoa tỉnh đã ban hành kế hoạch tốc độ 100 km/h tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng khoa phòng. Bệnh viện tổ chức trực 24/24 thực hiện đúng các quy chế cấp cứu, quy chế thường trực, tuyệt đối không để xảy ra sự cố về nhân viên trong ngày Tết. Cùng với đó, bệnh viện đã thành lập các đội cấp cứu lưu động, đội đáp ứng nhanh các yêu cầu, kịp thời xử trí, thấy không, thấy không? Quả mọi công việc chuyên môn, các tình huống phát sinh. Để chuẩn bị Tết cho bệnh nhân ở tại bệnh viện Đa khoa thì bệnh viện cũng đã chuẩn bị tất cả các phương tiện cấp cứu, chuẩn bị trực, chuẩn bị sẵn cái đội hình trực để dự phòng để có thể điều động các trường hợp cấp cứu. Trong thực tế bệnh viện cũng đã chuẩn bị máu cho cấp cứu bệnh viện. Rồi, ok.